Bỏ y bác Đức Thế Tôn xuống, để Đức Thế Tôn ở lại một mình, không có thị giả. Rồi ra đi, đến nơi rừng xoài. Tỳ kheo Mekiya đi sâu vào xoài và trú trong rừng xoài ấy, ngồi dưới một gốc cây. Nhưng tâm của tỳ kheo Mekiya luôn bị phân tán, không an trú để một được. Phần lớn ba bất thiện tâm sanh khởi. Tỳ kheo Mekiya bèn trở về đảnh lễ bậc đạo sư và sám hối lỗi lầm, đã cãi lời Đức Phật. Đức Phật đã khiển trách: ngươi đã quá nông nổi, ta ngăn cản ba lần mà ngươi vẫn cãi lời và bỏ ta lại một mình không có thị giả. Người Đức Phật dạy Mekiya những pháp làm cho tâm được thuần thục. Dạy xong, Đức Phật nói lên hai bài kệ pháp cú: Pành đa năng, cha pa lăng tăng, tâm chập chờn dao động, vân vân. Khi dứt bài kệ này, tỳ kheo Mekiya an trú quả dự lưu. Chánh văn: Pháp đa năng, cha pa lăng chích tăng, khát đúc rắc khăn, đun nít và ra dần. Uyên kha rô chi mê tha vi usuk ka rô bát tê cha năng và ri chô bát tha lê khít tô ô kha mô kata ut phato parit phan đa thi đăng chít tăng ma rất thầy dần ba hà ta về. Đức văn: Và đa năng, chỗ cách số ít của danh từ trung tính, phần đa ná, sự chao đảo chập chờn. Chấp bát lăng, chỗ cách số ít trung tính của tính, từ chấp bát lá, trung động, dao động. Chích tăng, chỗ cách số của danh từ trung tính, chích tá, tâm, tư tưởng. Rắc khẳng, chỗ cách số ít trung tính của tính từ, hợp thể. Đu rắc khá, đu cộng rắc khá, khó hộ trì, khó gìn giữ. Đun nít và ra dần, chủ các số ít trung tính của tính từ hợp thể. Đun nít và ra giá, đu cộng nít và ra giá, khó ngăn cản, khó ngăn chặn, khó kiềm chế. Út châm, chủ các số ít của tính từ út chú, ngay thẳng. Các rồ tí thì hiện tại ngôi số 3 số ít động từ các rồ tí khá cộng ô làm uống nắng mê tha vi chủ các số ít của danh từ nam tính mê tha vi người trí bậc trí tuệ usu ca rồ vát hợp âm usu ca rồ ý vát usu ca rồ chủ các số ít của danh từ hợp thể nam tính usu ga ra usu cộng ga ra ý phá bất biến từ ví như như là tê cha năng đối các số ít của danh từ trung tính tê cha na cây tên mùi tên và ri chù ba hợp âm và ri chù ý phá và ri chù chủ các số ít của danh từ hợp thể và ri chá và ri cộng chá do căng tràn sanh trong nước con cá hà lê tình cách số ít của danh từ trung tính thá lạ trên đất liền trên mặt đất trên cạn khít tô chủ các số ít của khít tá quá khứ phân từ của động từ khít phát tị bị quăng đi bị ném đi, bị thảy lên. Ô kha mô kha tắc, ô kha mô kha tô, ô kha mô kha cộng tô, hình thức xuất xứ cách với tô, từ vùng nước, khỏi vùng nước, ra khỏi môi trường nước. Út pha tô, chủ các số ít của út pha tá, quá khứ phân từ của động từ, út pha rất tị, kéo lên
bước lên. Pari phan dati đằng hợp âm. Pari phan dati y đằng. Pari phan dati động từ hiện tại ngôi số 3 số ít. Pari phan cộng á chạy dụa vùng vẫy. Y đằng chủ các số ít trung tính của đại từ y má này cái này. Y đằng chích tầng tâm này. Mà rất thì dần chủ các số ít của danh từ hợp thể trung tính. Mà rất thì giá. Mà rất cộng thì giá. Ma giới, cảnh giới của ma, lãnh vực của ma. Phát hà tắt về động từ nguyên mẫu. Phát cộng hà cộng tắt về tùm để từ bỏ, để đoạn lìa. Việt văn: tâm chập chờn dao động, khó canh vòng, khó ngăn. Người trí nắm tâm ngay, như thở tên, uống tên. Pháp cú 33: như cá quăng trên cạn, bước lên khỏi vòng nước. Tâm này vùng vẫy mạnh, khi từ bỏ mai dưới. Pháp cú 34: chuyển văn. Phan đã năng, chấp bát năng, đút rắc khăn. Đun nế pha ra dần chích tầng. Mê tha vi ú chùm. Ca rô tít ú xúc ca rô. Y vát tê cha năng ca rát tổ. Tâm vốn chập chờn dao động, khó canh phòng, khó ngăn chặn. Người trí luyện tâm ngay thẳng, như người làm tên uống nắng mùi. Ô khám mộ phát tù, út phát tù, tha lề, khít tù, và rít trù, y vã ít đăng, chích tăng, và rít phần, đá tí mà, ra thầy dăng, bạ hà, ra về. Như cá vị bị vớ khỏi môi trường nước, và vứt lên trên bãi cạn, tâm này cũng vùng vẫy, khi cố từ bỏ cảnh giới ma. Lý giải: hai bài kệ này được thuyết liên quan với nhau. Ở bài kệ trước, Đức Phật mô tả đặc tính của tâm, chập chờn, dao động, khó canh phòng, khó ngăn chặn. Ngày dạy, người trí uống nắng tâm cho ngay thẳng, như người bóp tên uống nắng mùi tên cho thẳng, để tên bắn đi, không bị lệch mục tiêu. Ở bài kệ sau, bạ hà ta về, dùng ngữ pháp là vị biến cách nguyên mẫu, há cộng ha cộng tung, ta về, nghĩa là để từ bỏ. Thế thì, nối tiếp ý nghĩa bài kể trước, mê tha vi, u chùm, ca rô tí, mà rất thị dần, bạ hà ta về. Bậc trí nắm tâm ngay để từ bỏ ba giới, thế nhưng được cảnh báo là tâm này vốn thích thú trong môi trường năm dục lạc. Panchaka Maguna Lajja Viratang Chittang gọi là ma giới, nên khi hành giả kéo tâm ra khỏi ma giới ấy và đặt tâm lên đề mục quán Vipassana Kammatthane Chittang thì tâm sẽ vùng vẫy, không thể trụ yên. Ví như con cá khi bị vớt ra khỏi môi trường nước, vớt lên bãi cạn, nó sẽ vùng vẫy, không nằm yên. Tuy vậy, vì hành giả có trí không bỏ cuộc, vẫn phải uống nắng tâm ngay thẳng để đoạn trừ phiền não luân hồi. Biên soạn giáo trình thì khu tuệ siêu. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng đấng tâm thanh tịnh nghe kệ thỉnh pháp sư. Hàng thiện tính mãi mê trường cảnh, việc bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, nạo phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật người khen, phước sanh trí huệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, mừng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Giờ đây, đạo của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Phong Đệ Tử Phật. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tùng Trùm, thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua phẩm mới là phẩm Tâm Chích Tạo Quốc Cá, là phẩm thứ ba của tập kinh Phật Cú. Trong một cái duyên sự đầu tiên, Đức Phật giải thuyết hai bài kệ thưa quý vị. Ở trong hai bài kệ này, thật ra thì trong các cái bản dịch nhiều bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu chẳng hạn, thì cái chữ Marathiyang Pahatawe người dịch là tâm này dùng dĩ mạnh, phải từ bỏ ma giới. Thực ra nếu mà trên phương diện ngữ pháp Pahatawe, thì ở đây là Đức Phật Ngài xài vị biến cách nguyên mẫu, bởi vì tiếp ngữ tung và tawe là hai tiếp ngữ được ghép vào trong của động từ để trở thành vị biến cách nguyên mẫu, có nghĩa là ví dụ Pahatawe là để từ bỏ, thì ở trong chú giải cũng nhìn nhận là Pahatawe là Pahatung, nhưng ở trong đó này cũng có nói thêm Pahatappa. Nhưng mà theo chúng tôi thì ở đây chúng ta vẫn xài vị biến cách nguyên mẫu được, không cần phải chuyển qua Pahatappa. Nếu mà Pahatappa thì Đức Phật Ngài đã xài thí dụ như Pahatawe thay vì Pahatappa cũng được vậy. Nó, nhưng mà Đức Phật Ngài không xài như vậy, mà Ngài vẫn xài là Pahatawe. Nó có lý do. Vì trong cái bài kệ đầu tiên là Đức Phật Ngài dạy Phan Đa Năng Chapalang Chích Tăng. Quý vị nhớ cái chữ Phan Đa Năng, Phan Đa Năng chứ không phải Phát Đa Năng như ở trong cái bản in của chúng ta. Bản in chúng ta xài thiếu chữ N, thiếu chữ N. Phan Đa Năng, Phan Đa Năng Chapalang Chích Tăng Đô Rắc Khăn Đơn Ni Qua Ra Dân Ô Chung Cà Rô Tít Mê Thơ Vi Ú Sức Cà Rô Quá Tê Chính Năng. Và ở trong cái bài kệ thứ hai thì Đức Phật Ngài nói Vā Rīcchō Vát Thạ Lê Thích Tô Ô Cà Mô Cà Tát Ấp Bà Tô Bà Rê Phan Đà Tí Đăng Chị Tăng Mà Rà Chị Thầy Dân Bà Hà Tà Vê. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái hai cái mạch văn này nó phải có cái sự liên đới với nhau mới được. Ô Chung Cà Rô Tí
Marthayam Pahatave, người trí uống nắng thịt cho từ bỏ mà giới. Nhưng mà vì cái tính cách mô tả lúc ban đầu, Đức Phật nói rằng cái tâm này nó dao động, phân đa năng là chập chờn, chập lăng là dao động, đua rắc khăn là khó canh phòng, đua nít qua ra dân tức là khó ngăn chặn hay là khó kiềm chế. Người trí nắm tâm ngay, ở trong bản dịch, trong cái bản in của chúng ta là nắm là sai, quý vị, nắm, nắm, uống nắng đó, chúng ta sửa chữ uống nắng. Bởi vậy cho nên những cái bài này nếu mà để trong cái trang lưu trữ nhật hành đó thì chúng ta không ổn lắm đâu. Cho nên nếu mà chúng ta muốn lưu lại trong cái trang nhật hành là chúng ta phải phải sửa chính tả lại. Thì lúc ban đầu thì Đức Phật Ngài nói rằng là cái này nó chập chờn dao động, khó canh phòng, khó ngăn. Người trí nắm tâm ngay, ngay thẳng, nắm cái tâm cho ngay như lần thợ tên uống tên. Rồi tiếp đến cái bài kệ thứ hai là Đức Phật này dạy khi mà cái tâm này nó như là con cá vớt lên khỏi khỏi nước, môi trường nước. Ở đây chúng ta có hai chữ ô cá mô cá tá, thì chúng ta phải hiểu rằng là hai chữ ô cá, chữ ô cá đầu thì có nghĩa là nước, chữ ô cá sau là môi trường. Trong chú giải giải thích vậy. Và cái chữ tá ở trong trường hợp này vì cái tính cách âm vận của bài kệ cho nên ô ca mô ca tá, đúng là ô ô ca mô ca tô. Chữ tô á, tiếp những ngữ tô là nó ghép vào một cái từ, một danh từ nào đó để nó chỉ, nó biểu thị cái xuất sức cách. Và chữ ô cá, mô cá, vì hai mi âm ác ô cho nên xen và chữ mắt ở giữa. Nhà phân tích cái ngữ pháp này thưa quý vị khó lắm. Chúng ta phải nắm rõ được cái văn phạm Bali thì chúng ta mới phân tích ra vậy. Cho nên học Bali thấy thường thường là chúng ta học cái chủ từ, rồi tốt từ, rồi động từ, hay là danh từ, tỉnh từ, động từ. Khi tôi thấy một cái câu đơn giản thì nó dễ, nhưng mà đi sâu vào thì chúng ta thấy cái cách mà hợp âm hay là hợp thể, samasa, hợp âm sanh thí, nó khó lắm. Cho nên học Pali chúng ta phải học từ từ, và chúng ta phải học cho nó rõ từng bước một. Chứ nếu mà chúng ta học phớt phớt qua thì chúng ta chỉ tụng kinh được thôi, tụng kinh Bali được, chứ còn chúng ta để dịch thì
phải nói là rắc rối lắm. Chữ Parisphantati, ý đăng thiết tăng. Thì Parisphantati là một cụm từ, ý đăng thiết tăng. Parisphantati tức là tâm này dùng dễ mạnh. Cũng giống như cá mà đem vớt lên khỏi cái môi trường nước, đem thảy nó lên trên, trên cạn vậy đó, thảy lên trên cạn. Thì nó nhảy lung tung, nó không có nào yên được, bởi nó thích hợp với môi trường nước. Cái tâm này nó chỉ thích hợp với cái môi trường là các dục, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nào mà nó thích hợp thôi. Còn khi mà đem thảy lên cạn, tức là cái tâm của vị hành giả lúc ban đầu mà dớt nó ra khỏi cái môi trường, tâm dớt ra khỏi cái môi trường dục lạc, cái môi trường cảnh dục đó, cũng giống như cá dớt khỏi môi trường nước, thảy lên trên bờ hay là lên trên cạn, thì cũng giống như là tâm bên cái đề mục, đề mục thiền chỉ hay thiền quán, thì tâm này nó dùng mạnh, nó dùng dễ ghê lắm thưa quý vị. Tỳ kheo mê khi giác tưởng rằng thấy cái cảnh rừng xoài ở cái ngôi làng Chanh Túc, chỗ đó cảnh rừng xoài yên tĩnh ngoạn mục, nghĩ rằng mình sẽ đến đó để hành thiền thì chắc có lẽ là nó sẽ có kết quả. Nhưng mà vì tỳ kheo mê khi giác chưa có nhận ra được là cái tâm khó dạy như thế nào, dù đang là thị giả cho Đức Phật, nhưng mà tỳ kheo mê khi giác vẫn chưa là một thị giả tốt được, bởi vì vị ấy còn là phàm phu. Trước khi tôn giả Ananda là thị giả cho Đức Phật thì có nhiều thị giả đó, nhưng mà những vị thị giả đó cũng tắc trách phận sự của mình, không có được chu toàn. Còn đối với tôn giả Ananda là thị giả bậc thánh sơ quả, mặc dù chưa phải là bậc A-la-hán, nhưng mà ngài vì đã gắn bó với Đức Phật khi còn ngài còn là vị Bồ-Tát ở trong quá khứ, từng theo làm thị giả cho Đức Bồ-Tát, cho nên đã quen, đã thuần. Chỉ có tôn giả Ananda mới là một vị thị giả đặc biệt mà Đức Phật tuyên dương rằng Ananda là vị thị giả tối thắng. Ananda đã chu toàn cái phận sự của mình. Còn tỳ kheo mê khi giác thấy như vậy, thấy cái khu vườn xoài hấp dẫn, đã xin Đức Phật đi đến đó để mà hành thiền. Đức Phật đã biết không có kết quả gì, cho nên ngài đã ngăn ba lần, nhưng mà ngài không có nói rằng ngươi hành thiền không có kết quả đâu, mà ngài chỉ nói rằng hãy chờ đợi cho đến khi nào có một vị tỳ kheo khác đến làm thị giả cho Như Lai rồi ngươi hãy đi. Còn bây giờ Như Lai chỉ có một mình, nhưng mà tỳ kheo mê khi giá vẫn để Đức Phật lại, để y bát của Đức Phật lại và ra đi. Mà thật sự khi đến cái khu rừng Chanh Tú, khu rừng xoài Chanh Tú, thì tỳ kheo mê khi giá quả thật không thể nào mà giữ cái tâm cho định trên cái địa ngục được. Nó cứ chạy nhảy,
nó luyện nữa, nó chập chờn, không thể ngăn nó được. Phần lớn là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy nó sinh khởi, cho nên thì không mi phi giá cuối cùng phải quay trở về với Đức Phật. Với cái tâm đại bi, cho nên Ngài cũng đã dạy cho thì không mi phi giá những cái pháp làm cho cái tâm nó được thuần thục, như là tinh tấn, có giới, có thân cận với bạn lành, vô vật. Sau khi Ngài dạy như vậy rồi, Ngài mới thuyết lên hai bài kệ này để nói lên cái sự tu tập khó khăn, cái tâm. Rồi thì kheo mi phi giá cuối cùng cũng đắc được đạo quả tu đà quần. Thì ở đây thưa quý vị, trong hai bài kệ đó đã dạy chúng ta những gì? Thực ra thì trong cái việc tu tập, chúng ta phải gìn giữ bốn ngoại nghi, đi đứng nằm ngồi, quy nghi phải cho tế hạnh. Nhưng mà đó chỉ là cái hình thức và cái sự tu tập sơ khởi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là làm sao phải uốn nắn cái tâm này. Như trong hai bài kệ chúng ta thấy ở đây cái tâm khó lắm. Không phải nói uốn nắn là uốn nắn được. Có nhiều người họ nói rằng mà tu tập là quan trọng ở chỗ tu tâm. Họ nói thì được, nhưng mà tu tâm đâu phải chuyện dễ thưa quý vị. Bởi vì cái tâm này đã trải qua vô lượng kiếp, quá khứ, luân hồi, nó đã quen theo trần cảnh và bị phiền não chi phối, giống như là thủy triều, nó chỉ quen sống ở cái môi trường nước. Bây giờ nếu mà giới khổ cái môi trường nước và đem vứt lên trên cạn thì nó sẽ nhảy lung tung, không có thể nằm yên được, trừ khi là nó đuối sức hoặc là nó chết ở trên bờ, trên cạn thì mới nằm yên được thôi. Bình thường khi mà chúng ta chưa đặt, chưa giết tâm, chưa thu giết tâm trên cái đề mục, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống bình nhật, mình giữ cái tâm, mình nghĩ rằng mình giữ được, kèm được cái tâm. Nhưng trên thực tế thì khi mà ngồi giết tâm đó, thì lúc đó mình mới thấy là cái tâm này nó không chịu yên một chỗ. Khi nào mà chúng ta hành thiền thì chúng ta mới thấy cái khó ở chỗ đó. Đức Phật đã dùng nhiều hình ảnh để Ngài thí dụ về cái tâm nó phân duyên theo trần cảnh như thế nào và nó khó nhiếp phục như thế nào.
những vị ở trong cái con đường tu tập đưa đến giải thoát, vị hành giả phải trải qua cái giai đoạn. Và ở trong ba giai đoạn đó phân ra bảy tịnh hay là thất tịnh, như là một vị vua, như vua có sẽ đi đi từ sau cái thi đến quê Sali, thì dọc đường phải đi qua bảy trạm xe để thay đổi ngựa, chứ đi đường dài nếu mà cứ một xe một ngựa thì con ngựa nó sẽ chết, thì vua phải ghé bảy trạm. Thì ngài Buddha Mantaniputta ngài thí dụ như vậy, nhưng mà nói ở đây thất tịnh là trước hết vị hành giả, vị tỳ kheo phải biết rằng là mục đích chính của đời sống phòng hạnh không phải là ở chỗ giới tịnh, nhưng mà phải có giới tịnh, giới có được thanh tịnh rồi thì mới đưa đến tương tịnh, tức là định. Người tương tịnh mới đi đến chỗ kiến tịnh, vô minh tuệ. Kiến tịnh là cái sự thấy danh sắc theo ngũ uẩn, hay thấy và thấy được duyên danh sắc, duyên sinh ra danh sắc. Rồi khi mà thấy được cái duyên sanh danh sắc đó, thì lúc giờ mới đạt đến cái tuệ gọi là đoạn nghi tịnh. Sau khi đoạn nghi tịnh rồi đó, tức là cái sự cái trí tuệ quán mà đoạn cái sự hoài nghi về tam thế quá khứ hiện tại vị lai đối với ngũ uẩn, rồi mới đi đến đạo với đạo tri kiến tịnh, tức là lúc đó cái trí tuệ đã khá thuần thục. Nhưng mà tới giai đoạn này hành giả sẽ phát sinh lên những cái ấn chứng như là ánh sáng từ trong thân toát ra, hoặc là tự nhiên cái niềm tin mãnh liệt, hoặc là cái sự tinh thần, sự tinh thần đã khởi lên, hoặc là cái sự an vui phỉ lạc vân vân, nó phát sinh lên như vậy. Vì hành giả lúc bây giờ cần phải có trí tuệ để biết rõ đây là con đường hay đây không phải là con đường. Khi mà ánh sáng phát sinh lên, nếu hành giả thấy cái ánh sáng đó vẫn là chỉ là ánh sáng thôi, hay là pháp hữu vi là vô thường thôi, không có sự bám chấp, thì cái đó là đạo, cái đó là chánh đạo. Còn khi mà chấp theo ánh sáng, ngộ nhận rằng mình có ánh sáng, mình tu tập tuệ quán mà có ánh sáng phát sinh, có hỷ phỉ lạc phát sinh, bi tí, thì ngộ nhận đắc đạo quả, thì đó là phi đạo. Cái này đó là con đường sai, phải có trí tuệ thấy như thế.
Rồi từ cái đạo phi đạo tri kiến tịnh đó mới đi đến hạ lộ tri kiến tịnh này, là bao giờ sau khi vượt qua được đạo phi đạo tri kiến tịnh, lúc bây giờ hành giả mới đi thẳng vào cái con đường chánh đạo, cái tuệ quán đi thẳng vào con đường chánh đạo, thấy sự sanh diệt của danh sắc, và thấy nhàm chán đối với ngũ uẩn này, thấy sợ hãi đối với ngũ uẩn này, vân vân. Thì cuối cùng khi mà đạt đến cái tri kiến thanh tịnh, thì lúc đó từ đạo tuệ quả khởi lên, lúc bây giờ được xem như là đã hoàn tất về cái con đường tu tập. Một cái chặng đầu đó, thưa quý vị, mà giữ giới không vậy chứ dễ, nhưng mà đến cái giai đoạn mà chúng ta tu thiền định đó, gọi là để giết tâm, để chế ngự tâm, để uống nó cái tâm cho nó gây thẳng á, thì nó khó lắm. Cho nên cái giai đoạn thứ hai cũng không phải là cái giai đoạn mà chúng ta dễ, nếu như chúng ta không phải là một chúng sanh đã thuần thục, đã thường tận ý duy trong quá khứ, đã quân tập thì định nhiều, thì ngay trong hiện tại cái sự tu tập chúng ta khó. Chỉ nội cái vấn đề là hễ cái tâm này mà cứ chánh niệm liên tục, đi đến cái chỗ mà trụ tâm được trên đề mục, thì nó bắt đầu hôn trầm, nó sinh khởi, tức là hôn thủy thì nó mới thác đi qua trong nát, nó sinh khởi, lúc đó là mình ngủ gục. Nhưng mà nếu như lý quan tịnh đó mà vị hành giả làm cho tâm hăng hái lên, tinh tấn lên, thì lúc bây giờ cái trạo hối, tức là cái sự phóng tâm đó, nó khởi lên, thưa quý vị. Cho nên cái sự tu tập ở đây, Đức Phật Ngài dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài dạy vị tỳ kheo tu tập nếu mà thấy cái sự hung tàn thì vi nó khởi phải tỉnh thoản tinh tấn, rồi sau đó phải biết nó lại để mà niệm và định. Nhưng mà niệm và định mà thiếu cái sự tinh tấn thì nó sẽ bị phóng dật, nó sẽ bị hung trầm, vân vân. Cũng giống như cái người thợ kim hoàn, khi họ dùng cái con cốc lửa họ khè lửa cho đúng, chảy vàng, nếu như mà lửa ít thì làm cho vàng nó bị, nó không có đủ lửa, không có đủ nhiệt độ làm cho tan chảy thì nó còn nguyên khối được. Còn nếu mà lửa nhiều quá thì nó cháy, nó làm cho hao hụt, vân vân. Do đó cái sự tu tập trong không phải là chuyện không phải đơn giản, thưa quý vị. Khi mình học về kệ này rồi thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái việc mà chúng ta tu thiền định đó, để mà giết tâm là một giai đoạn phải nói là rất công phu. Người ta ở bên ngoài, người ta làm các cái nghề nghiệp
khi mình học tập những cái kỳ nghiệm đó, học lý thuyết thì nó dễ, và đến trường họ đem ra họ thực hành thì cái giai đoạn bắt đầu hơi khó. Và cho đến khi có được những cái kinh nghiệm trong cái việc hành nghề thì lại là cái khó nữa. Thì ở đây khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, khi chúng ta mới tu tập về giới thì hãy giới cấm, Đức Phật ngài chế định cái này không nên làm, cái kia không nên làm, cái điều đó không nên làm, thì cứ y theo đó mà chúng ta từ bỏ hay chúng ta ngăn chặn không làm. Nhưng mà cái chuyện đó là thân không hành động quấy, khẩu không nói lời quấy, nhưng mà chúng ta giữ giới thì cái tâm chưa chắc là đã không có suy nghĩ quấy. Bởi vì nếu mà muốn uống nắng cái tâm này là phải dùng tới cái đề mục của thiền chỉ hay là thiền quán. Mà khi đặt vấn đề là tâm được uống nắng dớt ra khỏi cái môi trường nước, tức là cái môi trường dục lạc cũ trần, và đem an lập tâm ở trên cái đề mục, thì cũng giống như cái loài cá, như con cá mà dớt khỏi cái môi trường nước mà đem thảy nó lên trên bờ, trên đất cạn, trên mé cạn thì nó dùng vậy. Bởi vậy khi mà muốn từ bỏ mà giới tâm nó trú ở trong thiền chỉ hay thiền quán thì thưa quý vị, nó khó lắm chứ không phải là dễ, bởi vì nó dao động. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập dần dần. Nó cũng không phải là khó đến mức độ mà chúng ta không làm được, chúng ta cũng có thể tu tập được. Nhưng mà qua là phải đòi hỏi cái thời gian, phải có thời gian. Nếu trong quá khứ chúng ta đã từng tu tập quen rồi thì ngay trong kiếp hiện tại này chúng ta muốn tu tập uốn nắn cái tâm thì nó đã thuần thục, bây giờ chúng ta lại được dễ dàng. Còn nếu trong quá khứ chúng ta không có quá trình thời gian quân tu thì ngay trong hiện tại mới bắt đầu thì rất khó. Cái thứ hai đó, phải có cái niệm cho mạnh, những gì khi mà chánh niệm yếu á, cái vấn đề là nhiếp tâm cái một cái đề mục nó không phải là chuyện dễ. Nhưng có chánh niệm nhiếp tâm được một chút rồi nó sẽ, tâm nó sẽ bay nhảy đi chỗ khác. Cho nên phải đòi hỏi cái thứ ba là chúng ta phải có cái sự tinh tấn,
hay là có sự truy cần nỗ lực. Nỗ lực ở đây tức là chúng ta phải chánh niệm hoài 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 như vậy. Trong Thanh Tịnh Độ Ngài có giải thích tứ quyền, tướng quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Thì trong đó đó, cái niệm quyền thì có hoài hoài được. Còn như tính tấn, định tuệ, nó phải cân bằng. Bởi vì nếu không có sự cân bằng thì nó sẽ sinh ra những cái phiền não khác. Đức tin mạnh quá nhưng mà không có trí tuệ thì nó sinh ra tàn tích. Mà nếu mà tấn tức là cái sự chi cần tinh thứ nó mạnh hơn, trội hơn, mà không có những cái pháp quyền khác giúp cho cân bằng thì ra cái tâm bị phóng dật. Nếu mình định định tâm ấy các cái ta mạnh hơn, trội hơn thì nó sinh ra hung trầm. Còn nếu trí tuệ mình nhiều quá, nổi bật hơn thì lúc bây giờ nó sẽ sinh ra cái sự hoài nghi. Cho nên phải nhờ có những cái pháp khác nó hỗ trợ. Như này như chúng ta muốn tu tập là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái sự hiểu biết trước, rồi chúng ta mới áp dụng để cân bằng. Cân bằng tâm lý lúc biến chúng ta mới tu tập có cái sự tiến bộ được. Ở đây thưa quý vị, ở trong suốt cái phẩm tâm này chúng ta sẽ học rất nhiều những điều mà Đức Phật Ngài dạy, cái cách tu tập để huấn luyện tâm. Nếu mà chúng ta chịu khó lắng nghe, chịu khó nhớ, ghi nhớ, và chúng ta chịu khó thực hành mỗi ngày thì chúng ta sẽ có thể nhiếp tâm được. Còn nếu như mà chúng ta hiểu biết không nhiều thì cái việc mà chúng ta nắm cái tâm này nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Những gì đó cái chúng sanh diệt nó đã là những cái lẽ hơn cái gì Đức Phật dạy rằng này các vị kheo, ta không thấy cái gì mà nó như lẽ hơn cái thôi. Cái chuyện dài lắm thưa quý vị. Cái tên được gọi là vô đô. Với lại là tức là sơ hở một chút là nó nhảy theo cảnh khác, nó bắt cảnh khác, nó không dễ tập trung được. Nhưng mà rồi khi mà cái tâm mà được khéo huấn luyện, được khéo tu tập rồi thì lúc bây giờ nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái lễ như lỡ trong cái hai bài kệ đầu tiên mà Đức Phật dạy: ý dẫn động các pháp, ý làm chủ ý tạo.
nghĩ hay hành động với ý. Ô nhiễm hoặc là ý thanh tịnh thì lúc giờ hậu quả nó sẽ, nếu mà với cái ý ô nhiễm thì cái thân hành khẩu hành nó trở thành ác xấu, nó sẽ đưa đến cái quả khổ đau. Giống như bánh xe, giống như chiếc xe mà nó theo sau con bò kéo xe. Còn nếu mà cái tâm yên tĩnh đó, cái tâm tu sạch đó, thì nói hay làm thì thân hành khẩu hành đó nó thuộc về thiện, nó sẽ đưa đến một cái hạnh phúc an lạc giống như bóng không rời hình, nó theo sát vậy. Hoặc là như cái câu mà Đức Phật đã nói rằng như căn nhà vụn lợp, nước mưa dễ thấm dùm, của vị tu không tu ái tham dễ xâm nhập, trong câu này Đức Phật này dạy cho trong cái ngữ cảnh của tỳ kheo Nanh Đá. Nhưng ở đây chúng ta biết rằng cái tâm mà không khéo tu thì phiền não nó dễ xâm nhập, còn mấy nhà mà khéo lợp lợp kích khao, hồi xưa người ta lợp lá đấy thưa quý vị, nếu một người không khéo lợp mà cái ly lá mà nó thưa đó, chỗ thưa chỗ dày nó sẽ không kích, do đó mưa nó thấm dột được. Còn khi mà một người họ kinh nghiệm, họ để tấm lá lên và họ lấy cái tay của họ để họ làm cái ni, họ dùng cái giữa cái ngón cái và ngón trỏ, hoặc là ngón cái với ngón giữa, họ cập vào cái tấm lá, họ biết cái ni của nó, nó đều như vậy thì cái gọi là bụng, gọi là khéo lợp, thì nước mưa không có thấm dột cũng vậy. Tâm khéo tu thì phiền não khó xâm nhập được, phiền não không xâm nhập. Cho nên cái việc mà chúng ta quyết định chứ không thì chỉ là vấn đề bên ngoài, ở ngoài đời, những cứ một cái công việc gì họ cũng muốn cho điêu luyện được, họ cũng lớn công phu, thì đừng có nói chi là cái việc mà chúng ta tu tập quyết tâm để nó trở thành tốt mình. Nó thật là khó. Chính vì chỗ đó khi mà chúng tôi tu tập chúng tôi phải nhớ rằng cái tâm hành sống hành thì chúng tôi có thể giữ gìn được, có thể kiềm chế nó được. Đi đứng trang nghiêm, nói năng chuẩn mực thì chúng ta có thể làm dễ hơn là nhiếp phục cái tâm này. Lúc ban đầu cái tâm này không có chịu nằm yên ở trên cái cảnh địa ngục thì hôm nay không được thì ngày mai không được thì ngày mốt,
Hễ mà chúng ta có cái ý chí và có cái sự tinh tấn để thêm chúng ta dùng cái phương tiện là chánh niệm, thì dần dần chúng ta cũng sẽ cột tâm được thôi. Xưa nay các vị tôn trọng, các vị thường nói tung viên ý mã, cái chủ đề nó cũng giống như con khỉ ở trong rừng, nó chuyện cày nó không có ngồi yên được, giống như con ngựa mà nó chạy tung tăng ở trên đường là không thể yên được. Thế nhưng chúng ta phải biết rằng là trong hiện tại này Đức Phật lại cho chúng ta một cái thí dụ về con cá. Nó đang sống ở dưới môi trường nước, nó lượn ở dưới nước, nó yên ả như vậy. Nhưng mà vớt ra khỏi cái môi trường nước mà đem quăng nó lên trên bãi cạn thì nó sẽ vùng vẫy. Thì cái hình ảnh mà con cá nó bị vớt ra khỏi môi trường nước, nó vùng vẫy như thế nào, thì ở đây cái tâm chúng ta vớt ra khỏi cái môi trường như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và đặt trên trạng, tức là đặt trên đề mục thiền chỉ hay thiền quán, thì lúc ban đầu khó khăn lắm thưa quý vị. Chấp chấp thì nó lại dao động, chấp chấp nó lại dao động, nó chuyển từ cái cảnh này sang cảnh khác. Nhưng mà ở đây cái gì cũng được, nếu mà tu tập khó đó, hay tu tập không gọi là biết khả thi, thì Đức Phật Ngài không có, Ngài không có thành tựu được bậc chánh đẳng chánh giác, hay là các vị thinh văn đệ tử Ngài không có trở thành những vị A-la-hán đâu. Nhưng mà vì rằng mặc dù giết tâm là khó, nhưng mà hãy giết tâm được thì nó có nhiều cái sự lợi lạc. Do đó chúng ta đừng có ngại, nhưng mà chúng ta cũng đừng có bỏ qua kiếp hiện tại này mà chúng ta gặp được Phật pháp đó, là một cái điều khó rồi. Đời sau chúng ta sanh ra chưa chắc gì chúng ta đã gặp Phật pháp nữa. Lúc bây giờ tâm chúng ta tiếp tục nó dâm rủi theo cái phiền não luân hồi, thì cái trường hợp này mệt lắm. Kiếp này chúng ta ráng tu luyện cái tâm, mặc dù khó nắm giữ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nắm giữ được, có thể kiểm soát được, có thể uốn nắn nó được. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của hai bài kệ hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ trình bày bấy nhiêu đó, bởi vì trong những cái bài sau cũng đang nói về cái tâm tôn trọng, nó có lợi ích như thế nào vân vân. Thì nếu hôm nay mà đem trình bày nữa thì mai mốt nghe lại thì quý vị nghĩ rằng là bài đã giảng rồi, đã trình bày rồi, cho nên chúng tôi chỉ muốn nói lên cái khó của cái việc của chúng ta uốn nắn cái tâm này thôi. Rồi những cái ngày sau chúng ta sẽ học tới, thì tới bài nào chúng ta sẽ giảng theo cái bài đó.
Hôm nay thì ở trong room không có các vị giảng sư khác. Do vậy chỉ có Hòa Thượng Nhất Đẳng và chúng tôi thôi. Nếu như Hòa Thượng Nhất Đẳng có thể hỏi chúng tôi một vài câu hỏi lúc đầu, sau đó xin kính thỉnh Hòa Thượng chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm ở trong cái việc mà tôn trọng anh Vũ dựa theo hai bài kệ này mà Đức Phật đã giải thích. Bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng. Sa thú, kính thỉnh pháp thoại của Hòa Thượng Tuệ Sư vừa rồi. Xin hỏi Hòa Thượng Tuệ Sư ba câu thôi, rồi sau đó thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng Tuệ Sư, ở đây Đức Phật Ngài khẳng định một điều đó, là trong cái tiến trình mà chuyển hóa đời sống, chuyển hóa tâm tư đó, thì chúng ta rõ ràng trải qua một giai đoạn khó khăn, giống như cá mà quăng lên bờ. Nó ra khỏi thủy giới thì con cá nó vùng vẫy. Cái tâm mà mình không tu thì thôi, mà mình tu thì nó bắt đầu do cái tính chất tự nhiên đó, thì nó có những vấn đề xáo trộn. Thì Bạch Hòa Thượng Tuệ Siêu, trong cái giai đoạn xáo trộn đó là giai đoạn rất là đáng ngại, bởi vì một phần là chúng ta dễ nản chí, và một phần thì chúng ta dễ phê phán. Và cái giai đoạn đó nó giống như là tựa của cuốn sách gọi là Sa Mạc Tuổi Trẻ. Cái người lớn lên nó phải đi qua một giai đoạn nào đó, và giai đoạn đó thực sự là chúng ta từ một cái giai đoạn của tuổi thơ bước sang giai đoạn của người trưởng thành. Và quả thật đó là một đoạn đường sa mạc, băng qua sa mạc. Người tu cũng có cái sa mạc của người tu như vậy. Thì Bạch Hòa Thượng, nếu có một người họ nghe điều đó họ sợ quá, và bây giờ mình không tu thì mình dễ thương, mình không tu thì không thoải mái, lâu lâu đi chùa làm phước thoải mái, nhưng bây giờ mình bắt đầu cuộc tu, nhất là tu thiền đó, thì mình thấy rằng mình có nhiều vấn đề, mình làm cho mọi người chung quanh ái ngại, làm cho mọi người chung quanh khó chịu, và bản thân của mình không thoải mái nữa. Thì dựa trên cái kinh nghiệm mà hướng dẫn học trò của Hòa Thượng Tuệ Siêu, làm cách nào là cách mà Hòa Thượng khuyên là để chuẩn bị tâm lý và vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Khi mà trong cái giai đoạn chuyển tiếp, tâm của chúng ta rất là bối rối, rất là khó chịu, rất là dễ gây phiền phức cho mọi người xung quanh và cho chính bản thân mình nữa. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa Hòa Thượng Nhất Đẳng, kính thưa quý vị tu nữ Phật tử, do cái sự ý thức của mỗi người, chúng ta phải có một sự lựa chọn. Nếu mà chúng ta chịu khó uốn nắn cái tâm này, dù lúc đi đầu thì hơi khó đó, nhưng mà khi uốn nắn cái tâm được đó, thì nó sẽ đem lại nhiều cái an vui, nhiều cái lợi lạc. Còn khi mà thấy khó thì chúng ta bỏ qua, thì mỗi một ngày nó càng tệ hơn. Mặc dù mình thấy thì nó yên ổn đó, mình thấy mình không tu tập thì tương đối mình ít có bị phiền phức, phải có cái sự khó chịu khi mà phải thức khuya, phải dậy sớm, phải công phu thiền tịnh, rồi không được nằm ngồi thoải mái,
cứ ngồi yên lặng như vậy, vân vân. Nếu mà không chịu khó vậy, mình thích cái thoải mái đó, nhưng mà phải nghĩ đến cái hậu quả, vì sau này cái tâm mà không khéo tu tập đó, thì nó sẽ đưa đến một cái hậu quả nó nguy khốn. Vì sao? Ví như một người mà họ bị bệnh, cái cơ thể lúc nào cũng bị bệnh, nhưng mà họ không chịu đi tìm đến bác sĩ, không có chịu khám tổng quát thường xuyên, vì họ sợ khi mà khám tổng quát như vậy đó mà phát hiện ra có cái mầm bệnh thì họ phải uống thuốc, họ phải nằm viện, hoặc là họ phải bị giải phẫu vân vân. Thấy như vậy sợ quá, cho nên thôi chẳng thà mình ở nhà cho nó yên. Thế rồi cái bệnh nó càng ngày nó càng bộc phát, càng lúc nó mạnh lên, nó nặng thêm, đến cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì như vậy nó sẽ đưa đến chết, đưa đến tử vong. Bây giờ mình phải có sự lựa chọn. Chưa chắc mình để cho tâm nó bay nhảy theo cảnh trần, tự do, thoải mái mà mình an lạc. Tại sao vậy? Là bởi vì dọc đường nó sẽ bị tiêm nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si. Và khi tâm đã bị tiêm nhiễm bởi tham sân si đó thưa quý vị, thì nó bị đốt nóng. Cái đó là chưa nói đến cái việc mà tiêm nhiễm bởi tham sân si nó sẽ tạo ra thân ác, khẩu ác và ý ác. Và khi đã tạo ra cái thân ác, khẩu ác, ý ác thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả, cái quả dị thục, đắng cay, khổ đau lâu dài. Và khi mà chịu khó, mình chịu cực một chút xíu, mình phải biết sự lựa chọn. Bây giờ chịu cực, chịu khổ chút xíu, nhưng mà rồi sau khi đã uống nắng cái tâm được thì lúc bây giờ cái tâm thuần thục ở trong thiện pháp, và nếu chưa đắc được đạo quả đi nữa, thì khi mà tâm thuần thục trong thiện pháp thì cái thân hành khẩu hành nó sẽ là thiện. Mà một người khi mà tạo thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, thì người đó sẽ gặt hái được cái quả dị thục tốt đẹp, an vui. Chúng ta phải lựa chọn. Cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta tu tập, chúng ta gặp cái khó, chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc, và chúng ta lựa chọn, lựa chọn cái con đường chúng ta đi. Cũng như trong cái phẩm kinh Pháp Cú phẩm số 2 đó, Đức Phật ngày dạy rằng Pamado Amatong Badang, Pamado Bachunu Badang, giữ vui
là con đường đến tử vong, không dễ vui là con đường đến bất tử. Rồi trong bài kể kế tiếp Đức Phật ngài dạy rằng Ê Tăng với Sê Tô Nha Toa, sau khi biết rõ hai cái điểm sai biệt đó đó, người trí quan hỷ, người trí sống trong sự sự không dễ vui, quan hỷ trong sự không dễ vui, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thì trước hết là chúng ta có sự lựa chọn. Kế đến là cái chuyện gì khó, nhưng mà chúng ta có cái sự quyết tâm, mà chúng ta kiên nhẫn làm hoài hoài như vậy thì nó cũng sẽ được thành thôi quý vị. Như Đức Phật ngài dạy rằng Tê cha yano sa tatika đế chăng đa la ha barakama, liên tục thiền định, thường kiên trì tinh tấn sẽ chứng đắc niết bàn, ắt an ổn vô thượng. Mình phải có cái sự kiên trì, nên là phải có sự kiên trì tinh tấn. Cái chính cái sự kiên trì tinh tấn đó nó sẽ giúp cho chúng ta vượt khó được, để chúng ta đi đến cái chỗ thành công. Ở trong cái cuộc đời chúng ta, con đường đi đến vinh quang bao giờ nó cũng đầy cạm bẫy, trong gai, phải vượt qua mới được. Nếu mà không qua được, mình ngán cái con đường gian khổ đó, mình không có đi đó, không có hành trình trên con đường gian khổ, thì không bao giờ mình đạt đến sự vinh quang. Cũng như trong cái sự tu tập thì mình thấy là tu thiền định nó khó khăn, nó làm cho mình không được thoải mái, rồi mình không chịu đi cái con đường đó, thì như vậy sẽ không bao giờ chúng ta đạt cái sự an vui thật sự. Cho nên cái điểm thứ hai là chúng ta phải có sự kiên trì tinh tấn. Cái điểm thứ ba đó, mà giúp cho chúng ta có thể tu tập được mặc dù khó khăn, đó là chúng ta phải luôn luôn có cái sự khéo tải yoniso manasikara, tức là chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt, phải luôn luôn có cái sự nhận thức. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái trí tuệ nhận thức á, thì trong cuộc sống của chúng ta cứ bỏ liều, và do đó chúng ta đi đến cái chỗ vực thẳm mà chúng ta không hay, đến chừng chúng ta giật mình quay lại, giật mình ngó lại thì ở phía trước chúng ta là một vực thẳm, thì lúc bây giờ chúng ta hối hận cũng đã muộn. Cho nên lúc nào chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt. Vì thế khi mà Dạ Xoa La Quốc Cá hỏi Đức Phật này, cái thằng Chi Bồ Tát mà có sinh thăng anh nói đời sống thế nào là đời sống cao quý, thì Đức Phật này giải rằng Panya Chi Vinh Chi Bồ Tát mà hút sinh thăng. Đức Phật này nói rằng là bậc chứng gọi nói rằng đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Quả thật như vậy, khi mà một cái người sống có cái trí tuệ, có cái sự khéo tác ý, biết suy tư, biết nhận thức, thì đời sống của người đó sẽ trở nên tốt đẹp.
Còn nếu mà chúng ta không nhận thức được những gì mình đang làm, đang nói, không dùng trí tuệ để cân nhắc thiệt hơn cái nào có lợi, cái nào bất lợi, cái nào hợp hay là cái nào không thích hợp, thì trong trường hợp này chúng ta rất dễ bị thất bại. Cho nên đó, chuẩn bị vượt qua cái giai đoạn chuyển hóa nhiều thách thức, chúng ta nên chuẩn bị cho mình ba điều. Một là chúng ta phải làm một cái lựa chọn. Hai là chúng ta phải có cái sự kiên trì tinh tấn. Ba là chúng ta phải có cái trí tuệ khéo tác ý. Nếu mà chúng ta có được ba cái pháp đó đó, thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn chuyển hóa nhiều thách thức. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1. Kính thỉnh Hòa Thượng Thượng Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tề Sư. Bạch Hòa Thượng Tề Sư, có một vấn đề mà ở trong chùa chiền hay ở trong giới tu sĩ nói chung đó, là tu là một chuyện khó. Tất cả chúng ta đều trải qua một giai đoạn mà chúng ta phải bộc lộ nhiều cái nhược điểm, nhiều cái khuyết điểm. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong giai đoạn chuyển tiếp đó, cái tâm của chúng ta giống như là con cá quăng ra khỏi nước. Thì như vậy là giai đoạn này nó họ cần bản thân mình phải chấp nhận những cái khuyết điểm của mình, nhưng mà cộng đồng tăng chúng và những người đồng tu với mình cũng phải chấp nhận những cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà cái vấn đề ở trong chùa đó là thường là chúng ta đòi hỏi cái hoàn hảo. Một người tu mà có khuyết điểm thì bị phê phán, và thường thường á, người có khuyết điểm thì bị đuổi ra khỏi chùa nếu lỗi quá nặng. Thì bản thân Hòa Thượng là một vị trụ trì, bản thân Hòa Thượng là vị giáo thọ, bản thân là Hòa Thượng là một vị thầy của nhiều thế hệ học tăng. Thì bởi Hòa Thượng, cái sự bao dung á, cái khả năng chấp nhận sự bao dung ở mức độ nào là khả dĩ, và sự bao dung ở mức độ nào á, là đi đến mức giới hạn. Bởi vì mình thấy rõ ràng một điều như vậy là nhiều vị họ còn nhỏ hay là mới tu á, thì rất là quậy, rất là có nhiều cái sai phạm, nhưng lớn lên về sau này vị lại làm vị xuất sắc. Trái lại có nhiều vị họ mới tu rất là tốt, rất là hiền hòa, nhưng mà cả đời thì vô tích sự, không làm gì hết. Thì bằng cái kinh nghiệm của cá nhân Hòa Thượng, là chúng ta có thể chấp nhận một người tu ở mức độ nào đối với những khuyết điểm, những lầm lỗi vì đó, dựa trên ý nghĩa của bài kệ hôm nay. Xin kính thỉnh Hòa Thượng quan thiện trở lại. Thưa vị, Hòa Thượng Giác Đẳng kính là trên tầng kính thưa quý vị. Thật ra thì chúng tôi còn phàm phu, một vị thầy mà còn phàm phu chưa có đủ cái khả năng để mà chúng ta đoán biết được cái tương lai của những người học trò của mình như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể xét đoán qua cái việc làm của họ, mà chúng ta có thể dùng thứ được những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của họ, để tạo cho họ có một cái cơ hội để họ tiến hóa được ở trong tương lai. Thì với một người họ có được
cái lần trước đứng cho Phật pháp, đứng đến Đức Phật họ có cái sự kính trọng, cung kính Phật. Đứng với giáo pháp thì họ có sự cung kính pháp, đối với tăng chúng có sự cung kính tăng chúng. Thì người đó dầu cho họ có cái khuyết điểm của lỗi lầm, nhưng mà hễ nói đến Tam Bảo thì mình xét thấy họ còn được cái niềm tin nơi Tam Bảo, thì như vậy cũng có thể khả dĩ mình dung thứ cho họ được những cái khuyết điểm lỗi lầm đó. Thứ hai, người đó họ có cái tinh thần trách nhiệm. Thí dụ như với một cái vị sư mới xuất gia hay là xuất gia một thời gian, nhưng khi mà mình tiếp xúc với họ, mình biết là họ có tinh thần đối với Phật pháp, đối với hệ phái là họ biết trăn trở, họ biết đau lòng khi mà Phật pháp hay là trong cái hệ phái mà bị thua thiệt hay là bị người ta trù dập vân vân. Từ ngữ đó, hoặc là mình lấy cái chùa đi, người đó nấu cái gì ra họ còn biết bên vực, có cái tinh thần đứng với chùa, họ không muốn ai nấu xấu cái chùa mình, họ ăn cái nào ra cái đó, họ không muốn ai mà hiếp đáp các bạn đồng phạm hạnh ở trong chùa mình. Thì như vậy người đó còn xài được, thưa quý vị, người đó còn xài được. Còn nếu như một người mà họ đã xuất gia, họ mang cái hình thức đó, họ ở đó, họ ăn cái cây đó, nhưng mà họ tàn phá chặt đốn cái cây đó, ở trong chùa mà họ gieo tiếng quán như chùa, hay đi nói xấu chùa, nói xấu cái vị thầy của mình đó, thì trong trường hợp người đó là không thể dung thứ được, bởi vì họ sẽ không bao giờ tiến thân được. Mà nếu mình dung dưỡng họ thì họ sẽ không có làm gì lợi cho giáo pháp ở trong tương lai. Kinh nghiệm bản thân chúng tôi là gì? Ngày xưa đó, thưa quý vị, khi mà chúng tôi xuất gia với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, khi mà Ngài dạy vi diệu pháp, Ngài dạy thắng pháp môn rất là khó khăn. Mà có đôi khi chúng tôi học, chúng tôi vẫn bị Ngài quở, Ngài rầy như thường. Nhưng mà trong trường hợp đó, khi mà đi đến giữa tăng chúng trong giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy, khi mình đi hội họp, thường niên á, mà những vị khác mà hơi có một cái ý phê phán ông thầy của mình thì lúc đó chúng tôi khó chịu lắm. Chúng tôi không muốn là như vậy. Lúc nào chúng tôi cũng muốn bên vực ông thầy của mình. Ngay cả như Ngài Giá Chánh như vậy, Ngài cũng có cái tinh thần đó đối với ông thầy. Dầu cho về nhà, về chùa đó, thì mình học cũng thể khó khăn, khi mà không có chịu thức dậy để học đi ở với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì thưa quý vị, khuya mà cỡ khoảng chừng 3 giờ sáng đó là phải thức dậy, sau khi rửa mặt xong hoặc đắp y đàng hoàng, rồi dắt cái tăng hình lê lên trên vai, lên trên giảng đường mà ngồi đó mà viết bài học. Mặc dù mình còn nhỏ, mình học từng gục lên gục xuống, nhưng mà cũng phải làm thôi. Thì ở nhà khó vậy, nhưng mà không vì cái chỗ khó đó mình lại có cái tinh thần mình phải
có cái tâm bực bội với ông thầy, hay là mình nói xấu với thầy, mình muốn vượt thoát, thì như vậy là nên, người học trò đó sẽ nên. Quả thật như vậy, cái nghiệm bản thân chúng tôi thấy, khi mà một người học trò thấy biết họ vẫn còn có tinh thần, nếu quên vực các bạn đồng tu, hay là biết bảo vệ cái nơi mà ở, một cái chùa hay là một vị thầy, thì trong trường hợp này có tinh thần đó thì mình có, dù cho họ có lỗi lầm như thế nào nữa, thì mình xét lại mình thấy người này còn sai được, trong tương lai họ sẽ là cái chỗ để mà giống này. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nếu mà ai có xem ở trong phim Thiếu Lâm đó, phim võ thuật Thiếu Lâm, thì quý vị thấy ở trong chùa Thiếu Lâm có nhiều khi đó, có những vị ở trong chùa xuất gia rồi đó, nhưng mà khi mà bị thầy phương trưởng mà rầy rà hay là quở trách nhiều, họ đem lòng oán hận. Chà, cái này rất nguy hiểm. Họ oán hận vậy, họ có thể phản thầy như chơi, có thể giết chết ông thầy như chơi. Nhưng mà trong khi đó có những đệ tử Thiếu Lâm tục gia, mặc dù bị rầy, bị phạt, dữ dằn vậy, họ cũng tức giận vậy, nhưng mà họ lại có cái tinh thần, cái tinh thần của phái Thiếu Lâm. Thì lúc đó đó, khi mà Thiếu Lâm lâm nạn đó, thì lúc bây giờ chính họ là người đi đến để mà giải dây. Thì như vậy, thật sự xét nắng một con người cũng khó lắm thưa quý vị. Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đó là người. Tuy nhiên có thể nhìn qua cái hành động, cái tư cách, và mình có thể đoán biết được. Thì họ, người nào mà được cái tánh đó đó, thì mình có thể dung thứ được những cái lỗi lầm, cái khuyết điểm của họ. Còn cái thứ ba nữa là cần phải chú ý, một người mà họ biết nhận thức cái sai của họ, thì người đó có thể dung thứ được. Bởi giờ những người mà họ làm sai, họ không chịu nhận cái sai của họ, thì người đó sau này kể như hư. Còn người mà họ mặc dù có làm nhiều điểm sai, nhưng mà họ biết, họ tự nhận họ có nhiều điểm sai, họ biết nhận cái sai của họ, cái sai quý của họ, thì có thể hy vọng là trong tương lai họ sửa được. Thì theo chúng tôi đó, thì một người đệ tử, một người học trò mà họ còn có những ba điểm đó đó, thì mình có thể chấp nhận được, mình còn có thể giúp họ để tiến hóa được. Giống như cây, mình ngồi dưới đất, mình thấy có một vài chiếc lá nó bị sâu ăn, nhưng mà mình vẫn còn thấy được những cái chồi non nó đâm ra, thì cây đó còn có thể chữa. Mặc dù thân nó còn, nó có bị sâu đục thân, nhưng mà hãy mỗi lần thay lá mà thấy cái lá nó có bốn mượt, có sức sống, thì như vậy là cây đó mình có thể mình bảo dưỡng để cho nó lớn lên, nó trưởng thành.
khi mà mình nhìn thấy cái thân cây đó, mặc dù nó bị sâu đục thân, nhưng mà mình thấy cái tàn lá nó xum xuê thì còn có thể bảo dưỡng được, có thể duy trì cái cây được. Còn thấy cái cây đó, một là bị đã cái thân bị đục, bị sâu đục thân rồi, mà thấy cái đọt của nó, mỗi rụng lá mà nó không có mọc chồi ra nữa, thì coi chừng cái cây đó nó sẽ chết. Hoặc là lá nó mọc ra càng ngày nó càng bị mờ đi, nó bị xước đi, hoặc là bị đống dán dán nhện chẳng hạn, đống dán nhện trên thân hoặc là trên lá, thì rồi cái cây nó sớm muộn gì cũng chết. Hoặc là càng lúc đó, thì nó càng trụi cành trụi lá, nghĩa là cái tàn của nó không phát triển, thì như vậy cái cây đó nên búng đi hoặc là đốn bỏ, chứ không để được. Thì trồng người cũng như trồng cây vậy thưa quý vị, là phải thấy những cái hiện tượng đó. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 vậy. Ồ, rất hoan hỷ là có Thượng tọa Tây Quyền và Trung Trung. Xin thỉnh Hòa Thượng Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú, kính thưa Hòa Thượng Tây Sư. Mặc dù có Thượng tọa Tây Quyền vào, nhưng mà để Thánh Hòa Thượng trả lời câu thứ 3, rồi sau đó Thánh Hòa Thượng đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng Tây Sư, chúng ta đọc ở trong kinh thấy rằng ngay cả các vị A-la-hán ở trong kiếp chót, khi anh đắc đạo chứng quả đó, thì có vị chứng rất nhanh, rất dễ dàng. Nhưng mà cũng có những vị cũng đi qua một cái quá trình trầy trật. Tức là có vị xả giới hoàn tục rồi trở vô trở ra cũng 6 lần, 7 lần. Rồi lần thứ 7 mới có đắc đạo chứng quả. Và cũng có nhiều vị như là Tỳ Kheo Mê Ki Giá chẳng hạn. Cũng có căn tính cao, nhưng mà rồi bỏ vào rừng 3 tháng không xong là trở ra gặp Đức Phật, thì Đức Phật dạy khác. Thì Bạch Hòa Thượng, có nhiều người họ nói như vậy là khi mình vào mình ngồi thiền mà thấy cái tâm mình nó không có trụ, thì họ nói rằng con không có duyên với thiền định. Hay là bình thường đi chùa bố thí thì được, nhưng bắt đầu tu bắt quan trai hay là ngồi tụng kinh chút xíu nói sao nó không có thoải mái, nó chắc con không có căn tu. Thì chúng ta có nên nói như vậy không? Khi chúng ta gặp những cái sự khó khăn trong sự tu tập, chúng ta có thể nên nói là mình không căn tu, và mình có một cái gì để khẳng định rằng mình thật sự có căn tu hay thật sự mình không có căn tu không? Kính thỉnh Hòa Thượng quan vị trở lại. Rất là chi tâm, kính thưa quý vị, người mà gặp cái khó khăn đó và họ nói rằng họ không có căn tu cho nên họ bỏ cuộc, người đã có hai vấn đề. Thứ nhất là người này vì không hiểu biết cho nên họ cứ nói như thế đó. Cái thứ hai là một người họ nói như vậy để họ biện hộ cho cái sự thối thất tinh tấn của họ, biện minh cho cái sự thối thất tinh tấn của họ. Bây giờ nếu mà chờ gọi là cho có kiếp nào có căn tu đi, nếu mà với cái thái độ đó đó là đời đời kiếp kiếp không thể nào có căn tu được. Tại sao vậy? Cái căn tu đó không phải ai gieo cho, ai ban cho. Không thể ban cho một người mà yếu đuối tinh thần như vậy, ban cho họ có một cái căn tu có mãnh liệt. Không phải cha mẹ ban cho, không thể người bà con thân hữu là ban cho. Vì có câu Phật câu nói rằng Nekumata Pita Kajira Ajewa Pit Chanyataka Sama Panithi Tăng Chit Tăng Sayyesu Nang Tatokare. Nhiều mà mẹ cha và bà con
không ai làm gì được. Chính tâm hướng chánh khiến sở hành tốt đẹp. Quả thật vậy. Xét thấy rằng mình tại sao một cái đó mình không làm được, cái pháp đó mình không, cái tặng kinh hay tặng luật hay tặng gì pháp mình học học không không tiếp thu được, thiền định tại sao mình không thực hành được, mình ngồi xuống là mình bị hôn trầm thủy miên, đúng không? Tại sao người đó phải có cái sự phấn đấu, nghĩ rằng phải có sự quyết tâm, nghĩ rằng cái gì người ta học được là mình học được, cái gì người ta tu tu được là mình phải tu được. Đó là người có cái sự quyết tâm, chính nhờ cái sự quyết tâm đó mới chuyển hóa được họ, họ mới trở thành thuần thục và sau này họ có căn, có căn tu. Đương nhiên là lúc đầu vậy chứ lúc sau họ đã vượt qua được cái khó khăn đó rồi, như ngài Chu Lấp Ba Thất Cá chẳng hạn. Khi mà ngài xuất gia với người Anh là ngài Mahapanthaka. Ngài Mahapanthaka là vị A-la-hán. Ngài cho bào đệ của mình xuất gia, ngài về ngài tiếp độ bào đệ xuất gia. Xuất gia xong rồi ngài tôn giả tỳ kheo Chu Lấp Ba Thất Cá tấu dạ, dạy một cái bài kệ tán thán Phật. Ở bài kệ đó cũng đâu có nhiều nhỏ gì, thưa quý vị, cũng bằng câu pháp cú thôi, nhưng mà học hoài trong 4 tháng rồi. Nhưng mà ngài Chu Lấp Ba Thất Cá ngày đâu bao giờ ngài nghĩ rằng là ngài thiếu cần tu, không bao giờ nghĩ. Ngài nghĩ rằng tại ngài bị tố giả chắc cái lẽ là do một cái chướng nghiệp gì đấy, cho nên khi mà người anh của ngài đó, ngài Mahapanthaka khuyên người em thôi bây giờ em tố giả quá, sư đệ tố giả quá học không được, ở tu vậy không có hành sa môn pháp được, như vậy phí quá, phí thời gian mà nó không có xứng đáng với cái niềm tin mà Đà Na Tinh Thi cúng dường, em hãy quờ tục đi, làm người cư sĩ rồi làm các cái công đức phước báo vậy nó tốt hơn. Chu Lấp Ba Thất Cá buồn bã lắm, nhưng sáng sớm thì chuẩn bị nghe lời người anh chuẩn bị ra về, vừa ra đến cổng thì gặp Đức Phật, ngài đi kinh hàng ngày đón ở đó. Ngài hỏi Chu Lấp Ba Thất Cá đi đâu sớm giờ này, bạch Đức Thế Tôn, anh của con đuổi con về làm người cư sĩ không cho tu nữa vì ngộ tố giả quá. Đức Phật đã biết rõ cái căn tánh đó. Ngài nói rằng thôi ngươi hãy ở lại và tu tập đi, rồi ngài dùng thần thông làm ra một chiếc khăn tay trắng tinh, thì ngài đưa cho người bảo rằng hãy lau mặt lau tay, rồi nhìn thấy cái hiện tượng gì ở trên chiếc khăn tay đó thì hãy quan sát. Thì ngài Chu Lấp Ba Thất Cá trong buổi sáng đó chứng A-la-hán, thưa quý vị. Thì trong trường hợp này nếu như mà ngài học tố giả cũng thuộc mà ngài đủ thừa, ngài nói thôi bây giờ mình không có căn tu thôi quần tục, ngài chủ động ngài quần tục thì ngài sẽ mất đi cơ hội đó, mất đi cơ hội đó. Cho nên ở đây ngày xưa chúng tôi cứ nhớ hoài cái câu mà của ngài Giác Chánh, ngài nói những vị sư mà quần tục ra rồi mấy cái vị mà sinh quờ tục, rồi chư tăng hỏi sao quờ tục, nói vậy con hết duyên tu rồi. Sư trưởng ghét cái câu tại
Tại sao tu không cố gắng tu mà không được hành cho có duyên, có duyên tu mà lại là đổ thừa là hết duyên tu. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta phải chịu khó. Không có căn tu thì mình phải tạo cái căn, tạo căn tu. Không có duyên tu thì mình phải tạo thành duyên tu mới được. Chứ bây giờ mình chờ hoài kiếp này mà mình nói hết căn tu, mình quên tục ra, mình không có tu nữa, hay là không có chịu hành, không có chịu học gì hết, rồi chờ hoài hết kiếp này sang kiếp khác là không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ mình tựu được cái căn tu đâu. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn lên, chúng ta phải mạnh dạn lên. Trên đời này không có gì khó thưa quý vị, không có gì khó. Vì ở đây Đức Phật ngày dạy đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Hễ mà chúng ta chịu khó, chúng ta học hiểu chính pháp ngày chút vậy đó, rồi ngày hành thiền 5 phút 10 phút 5 phút 10 phút, cứ làm hoài, kiên trì làm hoài như vậy, chúng ta cũng dần dần rồi cái thiện pháp nó mạnh lên, cái căn tu của chúng ta nó sẽ dày lên, nó sẽ kiên cố lên, và cuối cùng là chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu cứu cánh. Nó không phải là khó thưa quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Xin tỉnh và thường trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính truyền qua thượng thầy sư rất nhiều. Giờ để thỉnh sư mình đi nghỉ. Thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa có ở trước máy không? Thượng tọa Tư Quyền. Thưa Thượng Thị Quyền, hôm nay đó là bà Thượng Thị Siêu giảng cái câu là cái tâm của chúng ta, Đức Phật ngày dạy tâm của chúng ta khi mà mình tu tập đó, mà ra khỏi cái cảnh giới quen thuộc, cảnh giới của ma, đó, cảnh giới của thói quen đó, thì nó vùng vẫy giống như cá ra khỏi nước. Cá khỏi nước thì mình tu ai cũng biết rằng có những giai đoạn khó khăn. Dạ khó lắm, có những giai đoạn mà mình tu thấy cái gì nó cũng thành hết. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình vào chùa mà rồi rốt cuộc có đôi khi là mình không tìm thấy được một sự đồng cảm, không tìm thấy sự cảm thông, không tìm thấy một cái sự khích lệ mà có khi bị la này thôi. Thì đối với Thượng tọa Tây Quyền, từ bản thân của Thượng tọa là một người xuất gia hồi nhỏ rồi bây giờ có chùa truyền dạy học trò đó, Thượng tọa nghĩ rằng cái trợ duyên nào là cái quý nhất ở trong giai đoạn khó khăn đó. Thí dụ như một người tu trải qua giai đoạn khó khăn đó thì người đó nếu may mắn thì họ có được trợ duyên nào, và trợ duyên nó giúp cho người để vượt qua được, từ cái kinh nghiệm của Thượng tọa Thượng Quyền. Kính thỉnh Thượng tọa. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sơn Thầy. Dạ con kính lễ đến Đức Phật và giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tổ Trí, Đức Tề Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ quả thật thì nếu như một cái sự trợ duyên thì đối với những người đồng tu hay là những cái những người xung quanh, nó là một cái, nó là một cái việc hết sức là một cái nhân hết sức là cần thiết. Một số vị khi mà tu tập á, khi mà chán nản hay khi mà không tìm được cái vui ở trong đạo đó thì dễ hướng tâm đến cái việc hoàn tục. Vậy vì cái chỗ dễ hướng tâm đến cái việc hoàn tục đó, thì trong cái sự tu tập, sự trợ duyên nó rất là lớn. Có đôi khi vì đó có một sự buồn phiền gì đó thì chúng ta chịu khó chịu nghe. Hay là nhiều lần thì cũng có một số vị là những người đệ tử lên sinh hoàn tục đó, thì cái bậc hòa thượng thì con cũng hỏi, có những vị thì có sự cương quyết đó, thì thôi không nói, nhưng có những vị thì hơi cái tiếng thối đó thì con cũng hỏi rằng có nhiều cái nguyên nhân
thì những nguyên nhân mình, ví dụ mình có thể chia sẻ một chút xíu đó, thì có vài vị cũng vượt qua được. Thì đó chính là, đối với nếu chúng ta là một người thầy hay đó chúng ta là một người huynh đệ đó, thì chúng ta phải hiểu được cái tâm tư của người bạn mình hay của người học trò mình đang bị vướng mắc hay đang bị khó khăn một cái gì đó trong cái việc tu tập. Thì chúng ta khéo dẫn, chúng ta khéo chia sẻ, thì vị ấy cũng sẽ giật mình lại. Và chúng ta cũng nói lên một cái lợi ích, chúng ta cũng nói lên cái những năm tháng, những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua, đã trở thành một vị tỳ kheo, đã trở thành một cái người tu. Thì chúng ta nên có một cái sự tiếp tục. Thì như vậy thì các vị đó sẽ có một lối thoát hơn. Có nhiều khi đó, có nhiều vị đến giờ phút mà chuẩn bị lên để sinh hoàn tục rồi, như là một có thể nhiều huynh đệ hay là nhiều trước chúng ta là một vị thầy, thì chúng ta chịu khó chúng ta ngồi và chúng ta lắng nghe cái người đệ tử của mình đang khó khăn cái gì, thì chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta có thể chia sẻ được. Thì lúc đó nó rất là quan trọng, bởi vì cái duyên của thầy trò đó cũng có cái tình, có cái nghĩa, có cái lý, có cái sự. Mà nếu chúng ta khéo dẫn thì cũng trợ tích cho vị đó nó rất là nhiều. Có một lần có một sư đó, cũng có hai anh em với một cái người chị, ba mẹ đó thì cũng lớn tuổi. Thì người anh ông vô tình đó, bệnh chết. Thì ba mẹ ông đang bệnh, ba ông bệnh nặng quá, mà mẹ ông thì lớn tuổi, còn chị ông thì có chồng xa, không ai có thể lo cho cái việc gia đình được. Ngay lúc đó thì vị ấy lên đó để hỏi con, bây giờ vị ấy muốn hoàn tục thì với cái lý do như vậy, bây giờ ba mẹ không ai chăm được hết. Thì lúc đó con mới, bây giờ ba không bệnh không ai, có như mẹ mà cũng lớn tuổi, mẹ cũng không có được khỏe nữa, cho nên không có thể mà ba thì có như nằm ở một chỗ, cũng như vừa mới bị cái tai biến nhẹ, cho nên cần phải có người để chăm sóc. Thì người ấy nghĩ tới cái chuyện hoàng tộc ca, thì khi đi lên hỏi con, xin con như vậy thì con mới như thế này, với tình huống này thì mình về mình giúp cho ba cho mẹ, thì nếu mà bệnh hoạn thì cái điều đó cũng hợp lý thôi, chứ có chuyện gì sư khoan hãy suy nghĩ đến cái chuyện hoàng tộc. Thì bây giờ không ai giúp cho ba thì sư cứ đi về đi. Cái nó con đi về như vậy thì nó có tiện hay không, khi mà mình người tu mình về tiếp tục nó không, sư cứ yên tâm đi, tôi chịu trách nhiệm chuyện đó cho. Sư cứ đi về, sư cứ lo cái chuyện mà ba sư bệnh. Rồi sau đó nếu như khi nào mà nó khó khăn nữa thì tôi giải quyết nữa, chứ bây giờ đừng nghĩ tới cái chuyện hoàn tục. Thì vị ấy đi về, thì đi về nói cho ba của mình. Thì cái cả bà đồ thượng con cũng nói thẳng luôn, cái chuyện sư cứ chăm sóc ba sư như là một người bệnh nhân chăm sóc người lo lắng cho người bệnh nhân. Sư có thể thay quần thay áo tắm rửa cho ba mình, đó là một cái trách nhiệm của một con người mà là một người tu, thì làm việc đó nó cũng tốt chứ không có chuyện gì xấu. Đúng đó, sư làm đó chính là cái nghĩa tình, chứ không phải là mình là một người xuất gia, mình đã là người xuất gia mà phục vụ cho cái người thế tục. Sư đừng có suy nghĩ như vậy, và sư cũng nói cho ba sư nghe như vậy, đây là cái trách nhiệm của bổn phận sư phải trả, sư phải làm. Thì đầu sư về, đúng sư làm á, sư khuyên nhủ cho ba sư hướng tâm tu tập đó, thì ngay lúc đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Nên là sư về sẽ là một người con mà sư chăm sóc cho ba sư, rồi
thì nó chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng nếu mà sư là một người tu, sư về sư chăm sóc cho ba sư, thì sư tìm cách sư nói đạo cho ba sư nghe vào lúc này là tốt đẹp nhất. Thì quả thật thì ông sư sư nó về về thì bắt đầu cũng chăm sóc cho ba, bắt đầu mới nói đạo cho ba nghe. Thì sau thời gian ba của sư đó khỏe lại, tức là có thể đi đứng, có thể hoạt động được, thì ba sư mới nói thôi sư về chùa đi. Rồi cái nghe cái đó chúng tôi gặp ba của sư đó mới nói luôn á, lẽ ra thì sư tính hoàn tục để về để lo cho chú. Cái không được, phải tu. Hồi xưa đó tôi không hiểu cái đạo á, thì tôi muốn mong cho quần tục, nhưng bây giờ tôi hiểu được đạo rồi thì chú có chết như điều mà tôi thấy ông có còn đáp y, tôi cũng vui hơn là ông đi ra đời mà không lo cho tôi. Thì ông nói cái câu nói đó thì chúng tôi nhắc lại cho sư đó nghe đó. Sư thấy ông, nếu mà sư hòa tục là sư không giúp cho ba sư hiểu đạo được. Đây là sư trả hiếu đó, hết sức là tốt luôn. Sư trả hiếu được hết sức là tốt. Thì vào lúc đó đó, vừa cái tình vừa cái lý, sư mới chim vào cho ba sư nghe được. Ba bệnh như thế này là do cái nghiệp bệnh của ba, và ba biết rằng cuộc sống nó vô thường, có thân này phải bệnh hoạn khổ đau. Thì sư bạch hòa thượng, đó chính là một cái điều mà đó, một cái hoàn cảnh thực tế đó mà cũng đã trải qua đó, thì nó rất hợp lý. Thì nếu mà chúng ta biết cách chúng ta giải quyết được một vấn đề cho sư đó chứ, thế hợp lý thôi, bây giờ không ai lo cho ba thì thôi cứ hoàn tục đi, thì chúng ta thấy nó một chiều, và chúng ta coi như là thấy nó, chúng ta không xử lý những cái chuyện gì nó xảy ra hết khả năng, để rồi lúc đó đó chúng ta mới tùy hoàn cảnh, tùy cái duyên nghiệp. Con người hay coi như là xuôi theo chiều, mà có đôi khi mình có thể chỉ một lời nói của mình mà mình có thể trợ duyên, mình có thể chỉnh sửa một cái sự suy nghĩ, một con đường đi, một cái hướng đi của con người. Nó rất là chỉ một cái lời nói của mình, chỉ một ý của mình, mà nếu như đó là cái tình nghĩa thầy trò huynh đệ thì có lẽ là sẽ tốt. Thì trong giai đoạn khó khăn của sự tu tập cũng vậy, mà có sự trợ duyên tốt nhất. Và thí dụ bây giờ chúng ta đang tu tập mà chúng ta bị cái lòng phẫn uất hay cái sự tham muốn hay là bực bội khó chịu gì, mà khi đến có thể tỏ bài với huynh đệ, với các vị thầy hay các vị tôn túc, mà các vị đó phải hiểu được cái tâm tư, phải hiểu được cái lý pháp để chúng ta chia sẻ cho ta, thì nó gỡ ra những cái khó khăn hết sức là thường tình của vị hành giả tu tập, hay của một người xuất gia, hay của một người tu tập thì phải bị vướng mắc cái điều này. Nó chỉ là một chuyện bình thường, thì chúng ta nhẹ nhàng để chúng ta vượt qua những cái khổ nạn, mà cái đó là một sự trợ duyên hết sức là to lớn ở trong cái quá trình tu tập. Cần lắm một cái sự trợ duyên cho những người đồng tu. Bởi vì khi đó các bạn đồng phạm hạnh hay các bạn đồng tu, những người sư huynh đệ hay những người mà ngay cả những Phật tử, chúng ta biết những người Phật tử có chánh tri kiến với nhau, có cái hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, chúng ta có thể nói chuyện với nhau, cũng có thể chia sẻ, cũng có thể tỏ bài cho nhau để chúng ta vượt qua những trở ngại. Đó cũng là một cái đó cũng chính là một cái đạo hữu tốt, một cái sắc của đức sát, hay là một cái nhân lành để tất cả chúng ta trợ tạo, để tất cả chúng ta chia sẻ, để tất cả chúng ta có thể giúp nhau để tiến tu ở trong con đường tu tập của chính mình là như thế. Và tiếp bạch hòa thượng, đây chính là ý niệm của con là như thế. Nếu mà có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bố Tha Dạ. Sa thú kính trân thưa tòa thượng quyền. Thưa vị, chỉ còn một phút ngắn ngủi nữa, chúng tôi xin thưa một điều rằng, một ở trong những chìa khóa rất quan trọng của người tu tập đó là phải có khả năng bao dung với chính mình và bao dung với người khác. Tất cả chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn của sự tu tập, khi mà mình thay đổi cái gì cũng khó khăn hết.
con cáo quăng khỏi nước thì phải vung vẩy, lời Đức Phật dạy không phải là lời của Hòa Thượng Từ Siêu nói, là không phải lời của ai nói, mà chính Đức Phật dạy rằng cái tâm này khi mà mình ra khỏi cảnh giới quen thuộc của ma giới đó, mình bước vào cảnh giới tu tập khó lắm, và mình phải có đủ sự bao dung với chính mình, phải đủ khả năng chấp nhận chính mình. Và người nào mà khó khăn với người khác thì người sẽ rất là khó khăn với chính mình. Thành cái người tu tập đó, cái tâm mình phải dung dị, cái tâm mình phải ở tương đối, là mình có khả năng cười với những khuyết điểm của mình và cười với những khuyết điểm của người khác. Những ai mà gặp ai cũng phê bình, gặp ai cũng khó khăn, gặp ai cũng nghĩa là gắt gỏng hết, thì thật ra người đó không quên được một, quên một điều rằng chưa chắc là mình đi qua cái giai đoạn đó mình sẽ tốt như vậy, mình sẽ tốt hơn, chưa chắc đâu. Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn hết. Vì vậy, một ở trong những chìa khóa rất quan trọng của người tu là phải có khả năng cười với chính mình, chấp nhận chính mình, bao dung chính mình. Và để làm được nhiều đó thì chúng ta phải khả năng chấp nhận khuyết điểm của người khác. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản, và chúng tôi sẽ là vị giảng sư. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nguyện cho thủ lệnh thi chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Sa thủ lệnh con Nít Ta Bàn Nhà, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã hiểm trợ cho các phụng hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cấp bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Yeah.